Ô, Lan, anh với em quá à. Em cũng nhớ Mình đi anh. thôi. Nam, mày vừa làm gì đó? Nhẹ buông khúc hát đời em cuối phố, trái tim rộn ràng vì tình yêu thắp sáng. Ước mơ về một nơi rất xa em đềm, chỉ có anh và em thôi. Kìa em đã đến niềm vui khắp chốn, phố tim rộn ràng cùng em cất bước. Nắm tay hẹn hò ta bước đi trong chiều, hạnh phúc dâng tràn trong tim. Phố em đêm qua nắng mưa bao mùa, buồn vui hai chúng ta sẽ chia. Chiếc hôn đầu ngày nói tiếng yêu người, ngày phố có mưa rơi. Ê Hiếu, hôm bữa tao thấy mày đi với nhỏ nào trong rạp chiếu phim? Nhỏ đó bồ mày hả? Đúng rồi anh, bồ em á. Sao anh biết vậy? À, anh đi chơi với mấy đứa bạn, vô tình thấy thôi. Mà mày á, có tìm hiểu nó kỹ chưa? Con gái bây giờ ghê lắm á. Bạn gái em mà, tốt lắm. Lúc yêu thì tốt lắm, mà một thời gian thì tao sợ con gái lắm rồi mày ơi. Giờ con nào cũng vậy hết á. Anh khó tính quá, ế luôn bây giờ. Lo mà kiếm người yêu đi, ba mẹ đang hối kìa. Không thì bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà y chang như thằng ở trên báo á. Thì tao nhắc nhở mày vậy thôi, kẻo hối hận đó. Thôi, mày có bồ tao cũng mừng cho mày, tập tiếp đi. Tuần rồi không gặp em có nhớ anh không? Nhớ chứ sao không nhớ. Anh hỏi kỳ ghê á. Bộ anh không nhớ em mà. Trời ơi, đương nhiên là nhớ em rồi, cục vàng của anh mà. Dẻo cái miệng ghê luôn á. Học ở đâu vậy? Cười đồ. Công việc của anh dạo này sao rồi? Phòng thu của anh nữa? Dạo này khách cũng lai rai em. Vậy anh có dự án gì mới không? Anh cũng đang lên kế hoạch cho một số dự án mới. Hy vọng công việc của anh càng ngày càng suôn sẻ. Còn em thì sao? Công việc thế nào? Công việc của em thì cũng bình thường. Sếp của em thì cũng dễ tính. À, thằng Hy Nam bạn anh á, bữa giờ nó qua chỗ em nó làm được không? À, anh Nam ấy hả? Em thấy ảnh đi làm cũng đều, không có bỏ bữa nào hết á. Vậy thì anh yên tâm rồi. Quan tâm tới bạn của anh quá ha. Ừ, bạn anh mà. Ai vậy em? Mấy số lạ đó anh. Chắc là bảo hiểm hay là mấy công ty bất động sản gì đó. À. À, em à. Sau này á, nếu mà công việc của anh không ổn định, không còn mang lại nhiều tiền nữa, em còn thương anh không? Anh nói kỳ quá. Em tin anh làm được mà. Cố lên thôi. Em hứa đi. Hứa? Rồi. Em hứa em chỉ yêu mình anh thôi. We'll be right back.
Đây không phải là người yêu của thằng Hiếu sao? Mà thằng kia sao quen vậy ta? Dạo này á, mày với lại con bé hôm bữa sao rồi? Dạ, cũng bình thường anh. Em tính cuối năm đưa về ra mắt gia đình nè. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày có tìm hiểu về con đó thế nào chưa? Thì tụi em quen nhau lâu rồi mà. Cô ấy rất là chung tình. Chung tình hả? Tao mới thấy nó đi với một thằng nào mà quen lắm. À, thằng Nam. Cái thằng á mà mày á giúp đỡ nó hồi đó, mày nhớ không? À, thằng Nam á hả? Đó là bạn em mà. Hai người lại làm chung công ty, đi nhau là bình thường thôi. Tao thấy không có gì là bình thường á. Bình thường mà lại đi chơi riêng với nhau, mà lại còn rất tình tứ nữa. Mày nên coi kỹ lại đi. Đừng có mù quáng á, rồi đến lúc mày hối hận á. Thôi bây giờ anh nói như vậy, để em gọi điện, em xác minh cho anh xem. Để em gọi xem cô ấy đang ở đâu. Alo. Em nghe. Em đang làm gì á? Dạ, em đang ở công ty. Dạ. Sao tự nhiên giờ này anh gọi cho em vậy? À, thì anh nhớ em nên anh gọi cho em thôi. Rồi. Cuối tuần cũng gặp mà. Ok, em làm việc đi. Bye bye em nha. Ừ, em làm việc nha. À, vậy em nha. Bye anh. Anh thấy chưa? Mày gọi cho thằng Nam luôn, coi nó đâu. Ok. Alo. Alo. Tao nghe này Hiếu. Mày đang ở đâu đó Nam? Tao đang... đi công tác với miền Tây á. Ờ vậy hả? Ừ. Mày gọi tao có gì không? À, tính rủ đi nhậu thôi mà. Ừ rồi rồi, ok tao biết rồi. Ok vậy nha. Bye bye. Đó, anh thấy chưa? Có gì đâu. Thằng bé đó thì đang ở công ty, thằng kia thì đang đi công tác miền Tây. Tôi nói có chuyện gì đâu. Vì tao là anh của mày, chẳng lẽ tao đi nói sằng nói bậy hả? Tao vẫn cảm thấy không yên tâm. Thì tao nhắc nhở mày vậy đó. Cái gì á, mày cũng để ý một xíu. Lời anh mày nhắc không có thừa đâu. Dạ, em biết rồi. Thôi làm việc tiếp đi. Dạ. Tự nhiên sao anh hai lại nói vậy ta? Mà bữa giờ cà phê thấy cô ấy cũng lạ lạ. Em thấy ảnh đi làm cũng đều, không có bảo bữa nào hết á. Vậy thì anh yên tâm rồi. Quan tâm tới bạn của anh quá ha. Ừ, bạn anh mà. Ai vậy em? Mấy số lạ đó anh. Chắc là bảo hiểm hay là mấy công ty bất động sản gì đó. Tao mới thấy nó đi với một thằng nào mà quen lắm. À, thằng Nam. Cái thằng á mà mày á giúp đỡ nó hồi đó, mày nhớ không? À, thằng Nam á hả? Đó là bạn em mà. Hai người lại làm chung công ty, đi nhau là bình thường thôi. Tao thấy không có gì là bình thường á. Bình thường mà lại đi chơi riêng với nhau, mà lại còn rất tình tứ nữa. Mày nên coi kỹ lại đi.
Tự nhiên mình cảm thấy thật là khó chịu. Mình muốn biết sự thật. Thôi anh đi nha. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa nha. Dạ, em biết rồi. Anh đi cẩn thận, nhớ về sớm với em đó. Không có được lén phén với cô nào nghe chưa? Em biết là chết đó. Anh biết rồi cục cưng. Anh đi nha. Ô, Lan, anh nhớ em quá à. Em cũng nhớ. Mình đi thôi. Nam. À, mày vừa làm gì đó? Anh nói anh đi công tác mà. Chính vì vậy tôi mới thấy được cái bộ mặt thật của cô. Em còn mày, tao coi mày là anh em. Lúc mày gặp khó khăn, cái gì tao cũng giúp mày. Mày không có việc làm, tao giới thiệu việc làm cho mày. Mày không có tiền, tao cho mày mượn tiền. Mày không có chỗ, tao tìm chỗ cho mày. Tao luôn coi mày như là anh em. Còn mày coi tao là cái gì? Còn mày thật là khốn nạn mà. Tao xin lỗi mày. Bọn mày không đáng được sống. Hiếu, em làm gì vậy? Em đưa vào đây. Tụi nó có đáng cho em làm vậy không? Đừng vì tụi nó mà đánh mất thanh xuân của mình trong tù. Không có đáng đâu. Em cứ để xem tụi nó sống thế nào. Thôi, nghe lời anh, hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho người xứng đáng hơn. Bỏ đi. Vậy anh. Bọn mày biến khỏi mắt tao. Dẫu anh có yêu trong giấc mơ đắm say, đến nay phải xa nghe nỗi đau vỡ hòa. Tiếc cho tháng năm anh chân thành yêu em. Alo, mày làm gì mà gọi con nhiều vậy? Thì ba bệnh thì mẹ đưa ba vô bệnh viện, có gì đâu. Con đang học. Thôi nha. Gì mà giờ này vẫn chưa ra trời. Anh. Trời ơi, em làm gì mà để anh đợi cả tiếng đồng hồ đó. Nãy giờ em canh chú bảo vệ mãi mới ra được đó. Thôi mà. Được rồi cô. Nè, Tết này mấy người muốn tôi dẫn mấy người đi đâu? Đi Đà Lạt đi anh. Nữa, lại nghe người ta đi Đà Lạt. Ủa bộ mấy người không nghe người ta nói đi Đà Lạt về là chia tay hả? Mệt anh quá à, có ngày cứ mê tính không à. Có mê tính đâu, sự thật nó vậy mà. Mấy đứa bạn anh á, đứa nào đi lên chợ anh về cũng chia tay. Bộ mấy người muốn chia tay hả? Khó chịu quá. Em biết rồi. Vậy cuối cùng là dần nó đi đâu? Đi biển đi. Đi biển hả? Mình đi Nha Trang. Nha Trang hả? Anh nói em tắt nguồn đi. Hoặc là em nghe điện thoại để mẹ em la. Mẹ không có gọi ở đâu mà, anh yên tâm đi. Nha. Bây giờ em muốn đi Phú Quốc à? Xa lắm. Nó bình thường. Nghe hỏi mạnh đấy. Mệt mẹ quá à. Sao mẹ gọi con hoài vậy? Con đang học mà. Con làm mẹ thôi nha.
Em, cái phòng trọ của em gì như cái phòng khách sạn vậy? Thì lúc trước nó là khách sạn mà, bây giờ nó đổi chủ trở thành phòng trọ cho sinh viên thuê. Rồi cái đứa bạn ở chung với em đâu? Nó đi làm rồi anh. Sao anh không đi làm? Đi học em còn làm biết, không hồi đi làm. Thôi, học làm gì? Làm chi? Mốt cứ vậy, tụi nuôi. Anh nói là nhớ làm đó nha. Bà gọi nữa à? Thôi mà anh... Trời ơi, em nghe điện thoại giùm anh cái đi. Thôi mà anh... Em nghe điện thoại đi, để anh đập cái điện thoại của em đó. Alo, gì vậy mẹ? Sao mẹ cứ gọi ông hoài vậy? Con đang học mà. Thôi nha. Anh, thôi mà. Thôi khỏi đi, anh đã mất hứng rồi. Anh. Em. Sao anh? Anh nhớ là em thích đi phượt lắm đúng không? Đúng rồi. Cuối tuần này bạn anh có một chuyến đi phượt mới rủ anh nè. Anh nên rủ em đi. Thích quá vậy? Đi Nha Trang á, phượt Nha Trang của mình nói đó. Thôi được đi biển luôn. Kẹt cái là anh mới vừa đầu tư với thằng bạn mở số quần áo. Giờ kẹt quá, không có tiền đi. Thôi mà đi đi anh. Nha. Muốn đi thì phải có tiền mà lần này không có tiền. Mới vừa đầu tư đó. Thôi để em. Gửi tiền lên cho con sớm sớm nha. Với lại cho con thêm xíu xíu nữa nha mẹ. Tháng này á, ba con thất nghiệp. Thì không được khỏe. Rồi tiền thuốc quá. Nên tháng này gia đình mình kẹt lắm con. Mẹ ơi, con cần tiền á để con học thêm. Sau này con ra trường á để dễ xin việc làm. Mẹ không có thể hy sinh cho con được hả? Thôi được rồi. Để mẹ đi ra. Giờ mẹ gửi lên cho con. Vậy ha. Cảm ơn mẹ. Anh, được rồi. Hay quá. Cứ quá. Bây giờ xuất sắc mà. Vậy là tha hồ đi phượt rồi.
có anh tính nhà không anh? Em là gì với nó? Dạ em là bạn gái của anh. Anh cũng đang muốn tìm nó đây. Ở đây không phải nhà của anh tính hả anh? Nhà nào? Nó còn thiếu anh mấy tháng tiền nhà đấy. Nhắc thì càng thêm bực. Thôi em về đi nhá. Quá muộn rồi hả con? Bây giờ chỉ còn mẹ với con thôi. Má ơi, con xin lỗi má, con bất hiếu quá.
có phải. Ba của con mất rồi. Đó là một điều đau đớn. Nhưng mà con của con, nó không có tội gì hết. Mày cứ để cho nó chào đời hả con? Con ơi, không ngã con đau, nhưng con chưa có quên mau. Con tim nồng ấm ân tình, để con có được bình yên. Chào con sự hôm nay em nấu những món anh thích không á, anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nha. Hôm nay anh không ăn cơm đâu, anh có việc phải ra ngoài đường. Anh vô ăn cái cơm rồi đi đâu rồi đi. Anh nói đó là anh không ăn rồi mà. Nhưng mà sao anh không về nhà với bà vợ mập xấu xí của anh đi? Thì mập xấu nên anh mới không về. Chứ mà đẹp như em thế này nữa, làm sao anh về được chứ? Anh đó khéo nịnh lắm nha. Nhưng mà em nói nghe nè, gần tới ngày em đóng tiền nhà rồi đó. Người ta mập xấu xí, còn có nhà có cửa, còn em thì
Thôi mà, anh mà về phải có tiền ngay. Mà nay mai về á, anh cũng rước em về nhà với anh mà. Mà nhà của chúng mình chứ. Anh hứa rồi đó nha. Anh hứa. Hôm qua anh đi bàn công việc với mấy bạn, sau đó anh đi nhậu với tụi nó luôn. Rồi, anh ngủ ở đâu? Sao đây còn hỏi nhiều vậy? Đừng có kiểu tra hỏi như vậy nha. Tôi mới về tới nhà, cô có thể tôi thở một tiếng được không? Anh, em chỉ quan tâm đó thôi mà. Vừa rồi mẹ bệnh, em có hỏi ý kiến anh rồi gửi về cho mẹ rồi mà. Cái gì? Em có nhận được sự đồng ý của anh chưa? Dạ. Nhà này ai mới là chủ? Số lạ vậy. Alo, anh Phong hả? Alo. Cho tôi gặp anh Phong đi. Ủa, mày cô là ai vậy? Tôi chính là người vợ của anh ấy á. À, thì ra là cô là bà vợ mập xấu xí mà anh Phong hay nhắc đến đó hả? Đúng vậy. Tôi chính là người vợ mập mạp xấu xí của anh ấy. Cái gì? Cô nói cái gì? Cô là vợ của anh Phong đó hả?
Để tôi nói cho con nghe, cô không có tư cách để làm vợ của anh Phong đâu. Vợ của anh Phong phải trẻ đẹp như tôi đây này, chứ không phải là người xấu xí như cô. Nếu cô là vợ của anh ấy thì hãy đến đây mà chăm sóc cho anh ấy đi. Cô tưởng tôi không dám à? Ok, tôi sẽ đến đó. Công nhận là cô đẹp thật đó. Tất nhiên rồi, cô làm sao mà đẹp bằng tôi được. Đúng vậy, cô hơn tôi vẻ bề ngoài rất là nhiều. Nhưng mà nhân cách của cô thì... Cô có bao giờ làm mẹ chưa? Tôi là một người phụ nữ, tôi cũng mong muốn rằng mình được xinh đẹp, được chồng chiều chuộng. Nhưng mà tôi phải hy sinh tất cả những điều đó cho chồng, cho con, cho cái gia đình này. Khi mà tôi có thai, tôi phải ăn gấp đôi so với người bình thường. Tôi đâu có sự lựa chọn. Cái gì ngon, cái gì bổ, tôi đều ăn. Chỉ mong sao đầy đủ chất dinh dưỡng cho con mình. Tới khi tôi sinh em bé ra, thì tôi phải làm mọi việc lớn nhỏ. Tôi đâu có thời gian đâu để mà lo chăm sóc cho bản thân mình. Khi mà tôi có tiền á, tôi phải dành dụm những cái tiền đó để mà mua tã mua sữa cho con mình. Đâu có giống như cô đi spa làm đẹp cả bạc triệu để rồi đi ve bản chồng nhà người ta như vậy chứ. Tôi đâu có ngu ngốc gì mà phải sinh con rồi cho mập cho xấu lên, chồng nó bỏ theo gái là đúng rồi. Cô đúng là đàn bà ích kỷ. Ích kỷ thì sao? Rồi cái căn nhà này nó sẽ thuộc về tôi thôi. Và cô là người bắt bước ra khỏi căn nhà này. Cô! Cô hãy đợi đấy. Xuống ăn sáng. Ủa mà con rồi con được nghỉ hè nên em cho qua ngoại chơi hôm rồi.